Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 25 tháng 5 2021. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 223. Mỗi ngày chúng ta niệm Phật. Quý vị nghe câu này rất là hay nè. Kiểm từng ý niệm của tâm, niệm nào mạnh đi vào cảnh giới đó. Chúng ta mỗi ngày niệm Phật cầu sanh cực lạc. Chư Tổ Sư khuyên mình kiểm từng ý niệm trong tâm của mình. Niệm nào mạnh thì chúng ta đi vào cảnh giới đó. Nếu như mỗi ngày mà cái tâm tham của chúng ta cực kỳ mạnh thì chúng ta đi vào cảnh giới của ngạ quỷ. Còn nếu như mà cái tâm sân hận chúng ta cực kỳ mạnh thì là cảnh giới chúng ta đi vào đó là địa ngục. Không biết chính tà đúng sai thì chúng ta đi vào loài súc sanh. Nên câu này rất là hay. Kiểm mỗi một ý niệm thì mình sẽ biết được rằng là mình đi đến nơi nào. Còn nếu như mỗi ngày chúng ta niệm câu Phật hiệu này, tín nguyện rất là kiên cố, lòng tin của mình không bị dao động tâm trước bất cứ một nhân viên nào, ai nói gì mình cũng giữ cái tâm niệm Phật, thì chắc chắn là đời này mình sẽ giảng sanh thế giới cực lạc là chắc chắn. Câu này rất hay quý vị à. Chỉ cần mỗi ngày mình thường niệm Phật, dù là gặp cảnh duyên gì mình cũng niệm câu Phật hiệu này thì nhất định nó giải quyết được vấn đề. Nhất là trong cái thời cuộc này quý vị coi, con người chúng ta thấy rằng mình sống trong cái cảnh giới mong manh quá. Có khi bữa nay sống ngày mai như thế nào mình chưa biết. Tại vì sự việc bây giờ dịch bệnh tùm lum hết chứ. Giống như mình ở, dịch bệnh nó bao vòng mình lại, dọa mình rất là bất an quý vị. Dọa mình sống những ngày tháng rất là bất an. Nếu như không nhờ cái pháp niệm Phật này mỗi ngày, mình có phương hướng cầu sanh cực lạc thì chắc là sợ lắm luôn. Rất là sợ. Nên có những Phật tử nói rằng là lúc bình thường chúng con đến chùa ngày Chủ Nhật không tu, nghe thầy chia sẻ về pháp môn Tịnh Độ, tưởng đâu mình cũng có tính tâm tính nguyện kiên cố lắm. Nhưng khi chúng con gặp mà sự cố lúc dịch bệnh này thì chúng ta con thấy rõ ràng là tính nguyện của mình yếu nhất. Mà người mà biết nói như vậy thì cũng còn đỡ lắm mà đi. Có những người mình tính nguyện yếu nhất mình còn không chấp nhận, cứ lao theo cái tâm của tính nguyện yếu nhất đó,
chứ không chịu nhận thức về chính mình. Nhiều lắm. Có nhiều vị trưởng đoàn cũng nói rõ ràng, lúc mà bình thường đi đến đây tu, mỗi một người nói chuyện cũng dữ dằn lắm, nhưng khi mà gặp sự cố thì về cái lòng tin Phật của chúng ta hình như kém quá. 10 người khó tìm được 3 người lòng tin Phật kiên cố, không tìm được. Nên mỗi một người chúng ta, dù phiên người ta niệm Phật hay là giúp đỡ người ta bất cứ một cái gì cho người ta, nhưng mà mình đều tùy duyên hết. Còn chính bản thân mình nè, chính bản thân mình phải là siêng năng niệm Phật, phải tinh tấn niệm Phật, vì con đường này chính mình phải đi. Lúc bình thường dù là đi tu đi rất là đông đó, nhưng mà những lúc này là mới kiểm được tín nguyện của mỗi người chúng ta nè. Tại lúc bình thường thì nói gì, còn lúc mà có sự cố mình mới bình tĩnh hay không thì mới biết được rằng là mình có tin vào bổn nguyện của Phật tiếp dẫn hay không, có tin vào định lực nhân quả hay không. Nên người tu mình lúc gặp sự cố, quý vị mới thấy được cái tâm tu cầu giải thoát của mình như thế nào. Từ nơi đó mà mỗi một người mình phải siêng năng niệm Phật, gầy dựng tín nguyện thật là kiên cố. Dù ở bất cứ nơi nào mình cũng tinh tấn siêng năng niệm Phật, vì niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Mình phải kiên cố, siêng năng, tinh tấn tu hành. Vì nếu như cái việc này mà mình cũng bỏ phế qua thì bây giờ ai giúp mình đây quý vị? Nên mỗi ngày những đức dùng phương pháp là chia sẻ pháp môn tịnh độ để nhắc nhở mình niệm Phật, không bỏ cuộc. Nên cái văn tự này rất là hay dành cho người niệm Phật của chúng ta. Kiểm từng ý niệm của tâm, niệm nào mạnh đi vào cảnh giới đó. Nên những người mà xuất gia tu đạo của chúng ta là ý niệm này kiểm tiện bề nhất. Tại vì sao? Mình mục tiêu xuất gia tu hành là để cầu giải thoát, thì kiểm cái tâm giải thoát của mình mạnh hay là cái tâm của mình mà ở cõi ta bà này mạnh. Thật sự mà nói, mục tiêu của người tu mình là để cầu giải thoát mới đi tu. Từ nơi đó mà công đoạn này chư tổ sư nhắc nhở mình hay. Không nên lo lắng còn sống được bao lâu, chỉ cần sống được bao lâu, sống xứng đáng bấy lâu. Hay. Nên người tu hành của mình nghe những văn tự này nhắc nhở mình quá lớn. Nếu như mỗi ngày mà suy nghĩ rằng bây giờ không biết tôi sống được bao lâu, những cái sự việc này, sự việc kia, sự việc nọ xảy ra trước mặt tôi lo sợ quá. Nếu như cái tâm lo sợ đó mà nó giúp ích cho mình được những chỗ tốt đẹp thì lo sợ, còn càng lo sợ thì càng hư diệt, mà càng làm cho mình phiền não, lo âu, không có những ngày tháng bình yên. Nó không giúp ích cho mình được gì, vậy lo sợ làm chi? Nên người xưa mới nói là tâm an thì cảnh an. Mà muốn cái tâm này an thì cái tâm này phải có một cái pháp trụ. Mà trụ vào cái pháp nào? Mình đang tu tịnh độ, mình trụ vào ngay câu A Di Đà Phật, nương vào A Di Đà Phật, chân thật nương, lòng tin vào bổn nguyện kiên cố, thì nương vào ngay câu A Di Đà Phật này chắc chắn rằng mình mỗi ngày sẽ an tâm. Cái người mà bỏ câu Phật hiệu là tức khắc mình thấy bất an. Vì nương vào bất cứ con người nào, phần nhiều mình thấy cũng là những người lo âu, sợ hãi không à.
Chỉ có nương vào bổn nguyện niệm Phật thì mới định tâm ngay chỗ là nương vào câu Phật hiệu, nương vào Đức Phật A Di Đà. Nên chúng ta là người niệm Phật á, muốn an tâm mình là phải mỗi ngày đi đứng nằm ngồi siêng năng niệm Phật cho tới cùng. Còn nếu như ngồi xuống mà nói cái này cái kia gì, cái chuyện sợ lo bận tâm, thì buông câu Phật hiệu cái là tức khắc mình sẽ lo sợ dữ lắm quý vị. Thí dụ như giờ quý vị đi về đây niệm Phật nè, cái đại chúng mình thiệt là đông. Nếu như chúng ta mà không có lòng tin với bổn nguyện của Di Đà và tin vào định lực nhân quả, thì quý vị tự nhiên mình cũng không dám về. Rồi cuối cùng mình ở bên ngoài mình sợ người trong đây. Còn người trong đây nếu không tin vào bổn nguyện, không tin vào định lực nhân quả, thì người trong đây lại sợ người bên ngoài vô. Cuối cùng giữa con người với con người chúng ta đều phải sợ nhau hết. Nó làm cho mình bất an, nó làm cho mình lo âu, làm cho mình sợ hãi lắm quý vị. Thấy ai chỉ cần hắt xì một cái là mình ớn à. Có cái suy nghĩ trong tâm mình về cái tiêu cực à. Nên từ nơi đó cuối cùng á, không biết ở đây sợ ngoài hay là ở ngoài sợ ở đây. Cả người tu mình mà có khi mình không nhận thức được chỗ này luôn. Cái này mới là chỗ đáng sợ. Nó dịch bệnh chưa đáng sợ, mà đáng sợ nhất là lòng người bất an, sợ đến mức cực điểm. Tự mình dọa mình quý vị. Nên sự việc chưa đến nỗi quá đáng, mà chính mình dọa mình là chỗ này mới sợ nè. Nên người tu của chúng ta mỗi ngày chúng ta nhắc nhở nhau như vậy, để mà chính mình đừng có dọa mình. Tại mình là đệ tử Phật, mình học nhân quả, mình phải tin định lực nhân quả. Thí dụ như ngày xưa những đức trên Đà Lạt, chùa nuôi người già rất là đông. Cái ban mà lo cho các cụ già thì 70-80 cụ già yếu, đủ thứ loại bệnh. Còn cái phòng hộ niệm chứa mấy chục người, nhiều loại bệnh, trong đó cũng có những người chăm lo và ban đêm còn ngủ chung với họ luôn, ngủ chung với những người bệnh. Nhưng những người chăm lo cho người bệnh đó, cái tâm tư của họ phát là một cái tâm rõ ràng phải nói là tâm Bồ Tát. Những cô chăm lo cho những người bệnh, những người già, khi họ ăn không hết cơm thì những người chăm lo này ăn thấy họ. Sống như vậy suốt mấy năm giờ, những đức nhìn thấy tất cả những người chăm lo cho người bệnh, sắc diện của họ càng ngày càng tốt, họ khỏe mạnh, tâm trạng của họ tươi vui tuyệt vời vô cùng. Những đức hỏi họ, chăm lo cho người bệnh như vậy trong lòng mình có lo sợ bị nhiễm bệnh hay không? Thì họ nói một câu, mình là người học Phật, bất cứ bệnh hoạn hay bất cứ một cái gì đến với mình đều là chính mình gieo nhân thì giờ chịu quả. Còn nếu như mình không có gieo cái nhân đó thì làm sao nó có cái quả đó? Nguyên lý này quý vị suy nghĩ đi. Thí dụ như giờ chúng ta không trồng hạt ớt thì làm sao có trái ớt quý vị? Chúng ta không trồng hạt cà làm sao có trái cà? Nên mình trồng ớt ăn ớt, trồng cà ăn cà. Còn nếu như cái hạt giống là gai gốc thì làm sao quý vị gặt hái được lúa mạ, đúng không? Nên cái nhân cái quả Phật nói rất là tương đồng. Mình là người học Phật, mình phải tin cái nhân cái quả này vì nó tương đồng. Còn nếu như mình học Phật mà mình chỉ suy nghĩ về cái tiêu cực để dọa mình bất an, vì thì mình quên đi định lực nhân quả. Mà khi quý vị nghe định lực nhân quả thì con người mình thấy tự nhiên mình an tâm. Vì sao? Vì nếu như mình cứ gieo cái nhân với cái bệnh này thì nhất định là nó có cái quả, cái bệnh này sẽ đến với mình. Còn nếu như mình không có gieo cái nhân với cái bệnh này
Thì cái bệnh này có đến nó cũng là đi vòng vòng chúng ta rồi nó đi chỗ khác. Tại vì sao? Vì nó tìm cái người phù hợp cùng tần số với nó. Giống như bây giờ hai người này thương nhau gì, nó phải có một cái nhân duyên gì này hai người này mới thương nhau, chứ đâu phải tự nhiên mà nó thương nhau được quý vị. Hoặc là cha mẹ sanh một đứa con, nó có cái duyên là cái nhân với đứa con này thì cái quả đứa con này đến, gia đình này làm con gia đình này. Nên vạn vật ở thế gian này nó đều có cái nhân duyên quả báo hết, chứ không có chuyện gì mà bỗng không cả. Thí dụ giờ chư Tăng Ni về đây niệm Phật cũng là có nhân có duyên ở đây, chứ đâu phải tự nhiên mình đi về đây đâu. Hay hàng Phật tử về đây niệm Phật đều có nhân có duyên ở đây, nên chúng ta mới gặp nhau phiên nhau niệm Phật, có thể ngồi để mà chúng ta cùng chia sẻ Phật pháp như vậy. Chúng ta đều có nhân có duyên, chứ đâu phải tự nhiên mà mình ngồi gì đâu quý vị. Nó không có nhân có duyên thì mình không bao giờ mình ngồi ở đây. Nên mình tin vào định lực nhân quả, mình tin vào nhân duyên quả báo trong cuộc đời này. Gieo nhân ác thì gặp quả báo ác, gieo nhân thiện thì gặp quả báo thiện. Thí dụ như mình trồng một cái trái ngọt thì nhất định là mình sẽ ăn cái quả ngọt, cái hạt ngọt là ăn quả ngọt. Còn nếu như mình trồng cái hạt đắng cay thì chắc chắn là mình phải chịu hưởng cái quả đắng cay, hiểu không? Vậy thì bây giờ thế gian nhiều kiếp nạn là do từ lòng người đã gieo cái nhân đắng cay, thì bây giờ mình chịu cái sự đắng cay trong cuộc đời. Tin vào định lực nhân quả này thì chắc chắn rằng mỗi một người chúng ta sẽ sống rất là an vui tự tại. Tâm niệm của mình nhất định sẽ niệm A Di Đà Phật, tâm niệm này nhất định sẽ mạnh. Vì sao? Vì mình gieo cái nhân niệm Phật là nhân cho mạnh, thì cái quả một đời này giảng sanh về thế giới cực lạc, gần gũi Phật A Di Đà là quả là chắc chắn. Tại vì mình tin gieo cái nhân gì gặt quả báo nấy. Bây giờ mình gieo cái nhân niệm Phật, niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa, mình sẽ gieo cái nhân niệm Phật này mạnh. Mình sẽ gây dựng tín nguyện kiên cố niệm Phật không thay đổi, chỗ này mạnh nhất. Những cái bài học tập này giúp ích cho mình rất là nhiều quý vị. Nếu như mà những đức mỗi ngày ngồi suy nghĩ, bây giờ người ta đi đến đây niệm Phật này kia, lỡ người này người kia đi đến đây một cái, chùa mình sẽ bị ảnh hưởng này nọ, thì nhất định quý vị biết rằng mỗi ngày những đức đóng cửa và dọa mình cũng đủ chết. Nhưng nếu tất cả những con người ngồi trong đây, những con người ở trong chùa này, quý vị ai cũng biết rằng chùa mình mỗi ngày quanh năm suốt tháng là mấy trăm con người ở trong đây niệm Phật. Nếu như trong đây có một người có cái nhân bệnh đó thì khỏi cần ở đâu đem lại đây, tự nhiên cái con bệnh đó nó sẽ tìm một người ở trong đây và tự nhiên nó sẽ phát bệnh ở trong đây. Còn nếu như tất cả những con người ở trong đây họ đều không có cái nhân bệnh đó thì không bao giờ có cái chuyện cái việc bệnh hoạn đó mà đến đây được. Những đức tin chỗ này dữ lắm mấy vị. Thí dụ như mấy trăm con người ở trong đây niệm Phật, một con người nào đó họ bị bệnh, họ tính đi đến đây, nhưng mà nhờ cái phước duyên của những con người ở đây tu niệm Phật, Phật lực gia trì, gia hộ, Phật quang phổ chiếu ở đây, tự nhiên khiến cho cái con người mà định đi đến đây mà người đó là người bị bệnh, họ không đi đến đây, họ đi đến chỗ khác. Vì sao? Vì cái quay lực ở đây niệm Phật, Phật quang phổ chiếu, tức khắc con người đã không đi đến đây được. Còn nếu như ở đây nó có cái quả báo như vậy thì dù quý vị có chạy chờ cũng không khỏi nắng. Cũng như mỗi một con người đến thế gian này, có sanh thì có già, có bệnh thì có chết, đây là quy luật.
Quy luật này là gọi là quy luật tự nhiên. Nên con người mà sợ già, sợ bệnh và sợ chết thì con người này phá quy luật tự nhiên. Vì ai đi đến thế gian này rồi sớm muộn cũng già, cũng bệnh và cũng chết. Nên cái việc này rất là tự nhiên, rất là bình thường. Đã là tự nhiên và bình thường, vì sao chúng ta không sống những ngày tháng an vui tự tại? Vì tất cả những việc đó sớm muộn gì rồi nó cũng sẽ đến với chúng ta. Đây là cái chỗ chia sẻ mà về định lực nhân quả cho chúng ta nhận thức thêm sâu sắc. Nên những đức nói rằng mỗi ngày những đức không có dọ mình, tại vì những đức tin rằng ở cái cuộc đời này á, có thịnh thì có si, mà có si thì nhất định có thịnh. Giống như có sanh thì nhất định có tử, có trẻ thì nhất định có già. Cắt một căn nhà mới, từ từ nhất định nó cũng cũ, cũ rồi từ từ thế nào nó cũng hoại. Nên Phật có nói là cảnh giới thành trụ hoại không, thân có sanh già bệnh chết. Đây đúng là quy luật tự nhiên. Như vậy thì con người chúng ta nên sống những ngày tháng vô cùng tự nhiên, niệm Phật tự nhiên, phát khởi tính tâm cầu sanh cực lạc. Đây là một phương pháp vô cùng là giúp ích cho chúng ta lợi ích trong cuộc sống này an vui và tự tại. Nên cái câu những đức thường nêu lên đó, niệm Phật cả đời được vui vẻ, vui vẻ cả đời để vãng sanh. Cả đời đây có những người sống 100 tuổi, có những người sống 80 tuổi, có những người sống 60 tuổi, có những người sống 40 tuổi, có những người người ta sống 20 tuổi, có những người sống 10 tuổi, có những người sống 1-2 tháng thì chết. Tùy vào cái nhân duyên của mỗi một người chúng ta. Thí dụ như có những bé nó sống chỉ có vài tháng, nó sanh vào một gia đình cha mẹ biết niệm Phật, lúc mẹ mang thai đã thường niệm Phật, đeo máy niệm Phật bên cạnh. Khi sanh nó ra thì mẹ cũng thường để máy niệm Phật bên cạnh nó suốt. Nó cũng nghe được câu Phật hiệu. Mấy tháng thọ mạng nó đến, nó phải ra đi. Có những người sống 10 tuổi, 20 tuổi thì từ khi gặp được pháp môn niệm Phật thì con người này chân thật gầy dựng tín nguyện kiên cố niệm Phật, sống được bao lâu thì niệm Phật bấy lâu. Câu này nói rõ ràng, không nên lo lắng còn sống được bao lâu, chỉ cần sống được bao lâu, sống xứng đáng bấy lâu. Thấy không? Sống xứng đáng là sống như thế nào? Sống niệm Phật cầu sanh cực lạc, sống an vui tự tại từ cái pháp vị. Chứ không phải rằng chúng ta nói rằng bây giờ không biết sống được bao lâu, thôi bây giờ có tiền của ăn chơi thoải mái, ăn nhậu đồ thoải mái, để mai mốt chết cũng xứng đáng. Không phải, không phải sống như vậy. Nếu như chúng ta sống như vậy là gieo cái nhân ác. Mà cái nhân ác mà mỗi ngày chúng ta gieo vậy thì khi nếu thọ mạng đến chúng ta chết đi, phải đọa tam đồ ác đạo. Cái vui của chúng ta nó một, nhưng cái vui ác như vậy, cái khổ của chúng ta phải đến, phải chịu ngàn vạn. Quý vị để lên bằng căn để tính toán đi. Thí dụ như bây giờ chúng ta là người tỉnh giấc mộng đời, cuộc đời của mình không biết tu hành, không biết tu nhân tích đức gì, mình nhìn khắp nơi trên thế giới bệnh hoạn chết chảy đầy, cuộc đời có người sanh không mang đến, chết không mang đi. Mình nhìn nhận từ chỗ này, mình tỉnh giấc mộng đời, mình làm được những việc thiện gì mình làm, mình giúp được ai mình giúp, mình an tâm ai được mình an. Đây gọi là tỉnh giấc mộng đời. Còn nếu như cái người mê hoặc điên đảo thì nhìn thấy như vậy bắt đầu ăn chơi sa đọ để chết cũng vừa bụng, cái sống này hướng vào tiêu cực. Còn cái người mà lúc gặp sự cố trong cuộc đời, mình nhìn nhận cái cuộc đời này vô thường quá, những gì mình giúp được ai, cái gì mình giúp, mình chân thật mình làm việc thiện, quay đầu sám hối, đây là tư tưởng của một con người sống rất tích cực. Hướng thiện là sống tích cực, còn hướng ác là sống tiêu cực, phải nhớ. Nên mỗi một người tu mình sống mỗi ngày sống rất là tích cực. Gặp nhau là người niệm Phật, chắp tay A-di-đà Phật. Mình niệm một câu A-di-đà Phật, người kia cũng trả cho mình A-di-đà Phật.
Dù họ không niệm là một câu A Di Đà Phật thì họ cũng nghe câu A Di Đà Phật. Gặp nhau đều là A Di Đà Phật. Tin vào định lực nhân quả, tin vào số mệnh. Thọ mạng đến thì phải đi. Nên chúng ta phải gài dựng tín nguyện thật là kiên cố. Bất cứ lúc nào ra đi chúng ta cũng chấp nhận. Vì sao? Vì chúng ta sẽ đi về thế giới cực lạc. Trong tâm niệm Phật nhớ Phật, trong tâm nghĩ thế giới cực lạc, về thế giới cực lạc. Nên chúng ta không có sợ chết. Nên chư tổ sư nói rằng người tu hành niệm Phật cầu sanh cực lạc, nếu như mang một cái tâm sợ chết thì sẽ phá sạch cái tín nguyện niệm Phật của chúng ta. Sợ chết rồi cái chết nó cũng đến, sợ già sợ bệnh nó cũng đến, tất cả những cái sợ đều đến. Vậy thì sợ làm chi? Chúng ta gầy dựng tín nguyện niệm Phật thật là kiên cố vẫn là tuyệt vời, đặc biệt quá hay. Phải nhớ cái chỗ này, cái lợi ích lớn cực kỳ lớn đó quý vị. Nên mình tu hành, mình nghe về cái nhân quả thì những câu này nhắc nhở mình cũng rất hay. Có ăn có mặc do nhân gì, xưa giúp kẻ nghèo cho ăn uống. Đây là kinh nhân quả ba đời nữa quý vị. Nên mình gieo nhân mình gặt quả. Đời này mình có ăn có mặc, hỏi là do nhân gì, xưa giúp kẻ nghèo cho ăn uống. Thì bây giờ trong tâm của mình thấy rằng cuộc đời sanh không mang đến, chết không mang đi. Thì bây giờ mình giúp được ai nghèo khổ, mình giúp được ai, mình phát cái tâm chân thật mình làm đi. Đây là cái phước duyên mà mình có thể cầm theo được. Ăn mặc thiếu thốn bởi nhân chi, kiếp trước một nửa không xả thí, keo kiệt. Cái tâm keo kiệt là cái tâm nghèo nàn, tâm bõn sẻn là cái tâm của ngạ quỷ. Còn cái tâm sân hận hơn thua đấu đá là cái tâm của địa ngục. Cái tâm ngu si không biết chánh tà là chiêu cảm súc sanh. Từ nơi đó mà mỗi một văn tự lời của Phật dạy là nhắc nhở xác thực vô cùng cho chúng ta sống trong cái cuộc đời này nên làm gì. Nên mỗi ngày những đức an tâm cho chúng thì những đức cũng được an tâm. Những đức nở nụ cười với người khác thì mình được cười. Như hôm qua những đức tặng cho đại chúng mấy cây quạt, bữa nay tặng cho chư tăng ni với mấy Phật tử về cái cây quạt. Trong cây quạt này có ghi mấy cái câu nhắc nhở mình đặc biệt: đừng giận hờn người khác. Giận hờn người khác là làm khổ mình. Cứ nhắc mình như vậy đấy, đừng nên giận hờn người khác làm chi. Bên kia thì một câu là thôi kệ, rồi mọi việc cũng sẽ qua. Giúp cho chúng ta luôn luôn là yên tâm trong cái cuộc sống này, vì việc gì cũng qua. Còn riêng chúng ta mỗi ngày cứ niệm Phật cầu sanh cực lạc, không có gì bận tâm nặng nề chứ. Việc gì đến nó đến, chúng ta cứ sống những ngày tháng rất là tự nhiên. Nên hàng Phật tử trong thời điểm này nếu không đi làm, cứ chân thật ở nhà niệm Phật. Bất cứ một vị trí gì cách ly vì cứ chân thật niệm Phật. Đừng có mà mình cách bị cách ly rồi mà mình còn trốn đâu này trốn đâu kia để mình đi. Đừng có làm gì, làm gì nó không có đúng. Cái tâm đó là cái tâm bệnh, thấy không? Người ta làm việc quá cực, người ta cũng bảo vệ cho mình. Mình ở nhà mình niệm Phật, không có đi vòng vo chứ. Còn tất cả cha mẹ của các cháu, mà các cháu đang ở đây á, quý vị mà đang ở nhà, quý vị cứ ở nhà đi. Trong thời điểm này cứ ở nhà niệm Phật yên tâm đi. Quý vị im ru ở nhà vì lo niệm Phật đi, thì con quý vị nó đây nó cũng nghiêm túc nó lo niệm Phật. Còn bây giờ mình bận tâm nó đang biết làm sao, rồi mình tìm cách gì để mình đi đến thăm nó, có khi nó lại bị trở ngại, hiểu không? Cứ để im cho nó, lo nó niệm Phật đi. Ở đây những đức lo yên tâm đi, cứ ở nhà niệm Phật. Vị trí nào cách ly hoặc người ta
có cách sắp xếp thì mình cứ chấp hành đàng hoàng, rồi mình ở nhà mình lo mình niệm Phật. Trong cái thời điểm này đang rất là khó khăn, nên chư tăng ni đi về chùa mình cũng vậy, thấy mà quý vị thấy mà có sự khó khăn thì chúng ta ở cái cốc mình cố gắng niệm Phật quý vị. Ở cốc mình cố gắng niệm Phật. Còn chư tăng ni bị nào mà như gạo đồ, quý vị ở cốc mà bây giờ thiếu gạo đồ thì những đứa cúng dường gạo cho quý vị ở cái cốc mình nấu để mình dùng. Tại vì sao? Vì trong thời điểm này không có nên đi vòng vòng nhiều quá. Trong những lúc này là lúc mà mình rất cần để mà mình có nhiều thời gian mình niệm Phật đi quý vị. Mà niệm Phật không phải là lấy cái tâm niệm Phật bất an đó đâu, mà niệm Phật là mỗi ngày vui với Phật. Cái tâm này là một cái khả năng miễn dịch rất là cao. Nên người xưa nói là một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Một con người mà mỗi ngày vui vẻ niệm Phật, an lạc không bận tâm, là con người này có một khả năng miễn dịch rất là cao quý vị. Nên tất cả mọi người khắp nơi nơi chúng ta có duyên khi mỗi ngày học tập chia sẻ Phật Pháp, hoặc là ngày Chủ nhật quý vị về đây niệm Phật. Mỗi một người nên gầy dựng tín nguyện cho mình thật là kiên cố, sống cuộc đời này như là chỉ mành chéo chuông. Mấy chục năm cuộc đời con người một cái vèo đi qua, nên Phật mới nhắc mình là được thân người là khó, gặp Phật Pháp, nhất là gặp Pháp môn Tịnh Độ này càng khó. Thì mình phải gầy dựng tín nguyện thật là kiên cố đi quý vị, để quyết chí đời này chúng ta phải về thế giới Cực Lạc. Về thế giới Cực Lạc cuộc sống mới bình yên, không có những cái bất an. Trong kinh giáo Phật nói tiếng khổ còn không nghe không chỉ là có khổ. Nên mỗi một người chúng ta tu hành điều nguyện Tam Bảo gia hộ cho mỗi một người nghe được Phật Pháp, nghe được Pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện thật là kiên cố, sống mỗi ngày an lạc, không có bận tâm lo gì, thành tâm niệm Phật. Bất cứ lúc nào thọ mạng mình đến, tâm niệm của mình chỉ có một cái niệm duy nhất, đó là con phải sanh về thế giới Cực Lạc. Vậy là rất tốt quý vị à. A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta học đến đây. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.